Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự tối thứ tư ngày 2 tháng 3. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong buổi bình luận thời sự tối hôm nay, chúng tôi sẽ tới với quý vị nhiều tin tức liên quan tới chủ đề Ukraine. Và thưa quý vị, một cái tin vui đó là Việt Nam đã chính thức chọn bên và quyết định ủng hộ Ukraine và phản đối cuộc xâm lược của nước Nga do Putin dẫn đầu tiến hành bất hợp pháp vào Ukraine. Và thưa quý vị, trong khi đó, ở nửa vòng bán cầu, Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden đã đọc một cái thông điệp liên bang. Một cái điều đáng chú ý đó là ông Joe Biden đã cảnh cáo Tổng thống Nga ông Putin và các nhà độc tài khác hãy coi chừng. Và thưa quý vị, trong khi đó, sau cái cuộc đàm phán mở đầu giữa Ukraine và Nga tạm thời chờ đợi hai bên trao đổi thêm, thì nước Nga đã nỗ lực tấn công vào thủ đô Kiev. Và thưa quý vị, có những tin tức liên quan tới một cái đoàn xe quân sự được cho là dài hàng chục cây số, thì một cái lý do phát hiện ra là đoàn xe không được cung ứng đầy đủ xăng dầu. Đó là lý do đoàn xe đó không thể di chuyển tiến về Kiev theo kế hoạch. Thưa quý vị, trong khi đó, trên mạng xã hội rộ tin Ukraine đã chính thức trở thành thành viên của châu Âu với cái số phiếu áp đảo, theo đó 637 phiếu thuận, 13 phiếu chống và 26 phiếu trắng. Tuy nhiên, thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại, đó là những cái tin lan truyền trên mạng xã hội, mà qua cái việc tìm hiểu kiểm chứng thì chúng tôi chưa thấy các cái thông tin của các cái cơ quan truyền thông quốc tế đưa ra. Do đó, chúng tôi khẳng định với quý vị tin này phải chờ đợi thận trọng hơn. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào nội dung thứ nhất liên quan tới lập trường của Việt Nam trong cuộc chiến tranh xâm lược man rợ của Nga vào Ukraine. Và thưa quý vị, theo truyền thông nhà nước, mà cụ thể là tin của báo Nhân dân sáng ngày hôm nay, mùng 2 tháng 3 năm 2052, trong cái bản thông cáo cho hay, trong ngày 1 tháng 3 là ngày thứ hai tại phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tổ chức về cái tình hình Ukraine. Theo đó, có hơn 100 nước và các cái tổ chức đã phát biểu ý kiến bày tỏ quan điểm về vấn đề quan trọng này. Theo báo Nhân dân, tại đây, Việt Nam đã lên tiếng kêu gọi các bên cần phải đối thoại để bảo vệ người dân. Thưa quý vị, toàn bộ cái bài phát biểu của trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chúng tôi sẽ trình bày với quý vị chi tiết. Tuy nhiên, một cái điểm đáng chú ý nhất là theo đại diện Việt Nam, chiến tranh và xung đột thường xuất phát từ các học thuyết lỗi thời về chính trị, cường quyền, tham vọng thống trị, áp đặt và sử dụng vũ lực để giải quyết các cái tranh chấp quốc tế. Thưa quý vị, trưởng đại diện ngoại giao của Việt Nam đã phê phán lý do các cái cuộc chiến tranh xung đột thường xuất phát từ các cái học thuyết lỗi thời. Nếu chúng ta nhìn ngược lại dòng lịch sử Việt Nam, dưới cái thời lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì biết bao nhiêu cuộc chiến tranh, thậm chí các cái cuộc nội chiến, người già sáu thịt cũng xuất phát từ cái điều mà đại diện Việt Nam tại Liên Hợp Quốc gọi là các học thuyết lỗi thời về chính trị và cường quyền. Và chúng ta nói thẳng đó là học thuyết Marx Lenin. Một cái điều quan trọng hơn, theo đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về việc giải quyết các cái tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hợp Quốc, đặc biệt là tôn trọng nguyên tắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thưa quý vị, những nhấn mạnh của đoàn Việt Nam đã cho thấy nó mang tính thuyết phục, không chung chung ba phải hay lớn lối như trước đây. Và thưa quý vị, trước khi đi vào các cái nội dung chi tiết, chúng tôi giới thiệu với quý vị một cái tin tức đầu tiên, đó là thông điệp liên bang của Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden. Ông Joe Biden đã lớn tiếng quả quyết rằng phải ngăn chặn độc tài Putin. Thưa quý vị, phát biểu trước nước Mỹ và thế giới đang lo lắng, Tổng thống Joe Biden đã hứa trong cái thông điệp liên bang đầu tiên của ông vào tối thứ Ba, ngày 1 tháng 3, giờ Washington, đó là yêu cầu sẽ kiềm chế một cái cuộc xâm lăng của Nga ở Ukraine
ngăn chặn lạm phát tăng cao ở Mỹ và giải quyết đại dịch COVID-19 đang giảm dần, nhưng vẫn còn nhiều yếu tố nguy hiểm. Đó là những cái thông tin của hãng tin AP đưa tin. Theo đó, mở đầu bài diễn văn, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi các nhà lập pháp có mặt đông đảo tại phòng họp khoáng đại của Hạ viện đứng dậy chào người dân Ukraine. Được biết, các dân biểu Hoa Kỳ đứng dậy vừa vỗ tay để truyền một cái thông điệp của chính quyền Hoa Kỳ ủng hộ đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của người dân Ukraine. Được biết, trong bài diễn văn, Tổng thống Joe Biden đã nêu lên những cái tinh thần dũng cảm của quân đội Ukraine, cũng như lòng quyết tâm của thế giới phương Tây trong việc viện trợ vũ khí cho Ukraine và các cái quyết định cứng rắn làm tê liệt nền kinh tế Nga bằng lệnh trừng phạt. Đồng thời, Joe Biden cũng cảnh cáo về những cái tổn thất cho nền kinh tế Mỹ, nhưng cảnh cáo rằng nếu không có hậu quả, sẽ không thể kiềm chế được Putin gây hấn ở những người khác ngoài Ukraine. Theo Joe Biden nói, suốt lịch sử chúng ta học được bài học này, và nếu như hung hăng mà không phải trả giá, thì những cái kẻ độc tài khác sẽ gây ra thêm bất ổn cho thế giới. Và Biden nói rằng họ sẽ làm tới thiệt hại cũng như mối đe dọa cho Hoa Kỳ và thế giới tiếp tục gia tăng. Thưa quý vị, trong cái bối cảnh Tổng thống Joe Biden đọc cái thông điệp liên bang, thì quân Nga vẫn gia tăng xâm lăng Ukraine, tấn công ồ ạt vào quảng trường trung tâm thủ đô thành phố Kharkov, là một cái thành phố lớn thứ nhì Ukraine, và bắn tên lửa vào tháp truyền hình ở thủ đô Kiev, làm ít nhất 5 người thiệt mạng. Quảng trường Babinja là nơi tưởng niệm một trong những vụ tàn sát người Do Thái lớn nhất thời Đức Quốc gia cũng bị tên lửa phá hoại. Được biết, trong buổi lễ đọc thông điệp liên bang, nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ đã đeo đình kim trên vai áo tôn vinh quốc gia Ukraine. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden đã loan báo Hoa Kỳ làm theo Canada và Liên Âu, thực hiện một cái lệnh cấm bay từ Nga để đáp trả vụ xâm lăng vào Ukraine. Đồng thời, ông Joe Biden cũng cho hay Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sẽ thành lập một cái nhóm đặc biệt để lần theo những cái tội ác của tài phiệt Nga. Theo ông Joe Biden, chúng tôi sẽ đến tịch thu lợi lộc bất hợp pháp của các người. Hoa Kỳ và đồng minh châu Âu sẽ tịch thu du thuyền, nhà cửa sang trọng và phi cơ riêng của các cái tài phiệt Nga đang sống ở các quốc gia phương Tây. Tổng thống Joe Biden còn nói có thể ông Putin sẽ bao vây Kiev bằng xe tăng, nhưng ông ta sẽ không bao giờ lấy lòng được người dân Ukraine, và ông ta sẽ không bao giờ dập tắt được tình yêu của người dân Ukraine với tổ quốc của họ dành cho sự tự do, và Putin sẽ không bao giờ có thể làm suy yếu một cái lòng quyết tâm của thế giới tự do. Thưa quý vị, theo AP, thậm chí trước khi cuộc xâm lăng của Nga khiến cho giá năng lượng tăng vọt, người dân Mỹ đã đối mặt với một tình trạng giá cả tăng chóng mặt, và đại dịch COVID-19 nó vẫn tiếp tục gây những thiệt hại to lớn cho người dân cũng như nền kinh tế Mỹ. Đó là lý do trong thông điệp liên bang, Tổng thống Joe Biden đã đưa ra các cái kế hoạch chống lạm phát bằng cách tái đầu tư vào năng lực sản xuất của Mỹ, đẩy nhanh hệ thống cung ứng và giảm gánh nặng chăm sóc trẻ em cũng như người cao tuổi. Ông Joe Biden nói tại Hạ viện, chúng ta có quyền lựa chọn. Một cách chống lạm phát là phải hạ lương, làm cho người Mỹ phải nghèo hơn. Tôi đã có một cái kế hoạch chống lạm phát tốt hơn. Bây giờ phải giảm chi phí, chứ không phải là giảm lương. Theo Joe Biden, đã có quá nhiều gia đình Mỹ đang khó nhọc trả hóa đơn đủ thứ. Lạm phát đang tước đoạt của họ những lợi ích mà lẽ ra họ cảm nhận được. Tôi hiểu, đó là cái lý do ưu tiên hàng đầu mà chính quyền của Đảng Dân Chủ là kiểm soát giá cả. Thưa quý vị, theo AP cho hay, trước khi Tổng thống Joe Biden đọc thông điệp liên bang, thì Tòa Bạch Ốc đã xem bài diễn văn này là dịp để nhấn mạnh triển vọng của đại dịch COVID-19. Theo đó đã được cải thiện và cần phải điều chỉnh ưu tiên trong chính sách đối nội của Biden, và trình bày những cái biện pháp giảm chi phí cho người dân đang chống chọi với cái nạn lạm phát tăng cao ở Mỹ. Nhưng trước khi Nga khởi sự xâm lược Ukraine vào tuần trước, và ông Putin đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, thì cái bài diễn văn của ông Biden đề cập chủ đề quan trọng mới. Theo đó, trả lời phỏng vấn của CNN và Reuters, ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống Ukraine, đã hối thúc Tổng thống ông Joe Biden cần phải đưa ra các thông điệp mạnh mẽ và hữu ích về cuộc xâm lược của Nga.
theo đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, ngồi cùng với đệ nhất phu thân trong buổi đọc diễn văn của Tổng thống Biden. Theo đó, khi Tổng thống Biden bước vào phòng họp khoáng đại của Hạ viện mà hoàn toàn không đeo khẩu trang, điều đó phản ánh số ca COVID-19 ở Hoa Kỳ đã giảm, cũng như hướng dẫn mới của liên bang nhằm đưa công chúng trở lại cái cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, sự kiện này diễn ra ở bên trong tòa nhà Quốc hội mới được rào lại do lo ngại về các cái vấn đề an ninh sau cái vụ bạo động ở nhà Quốc hội vào đầu năm 2021. Theo AP cho hay, Tổng thống Joe Biden đọc một cái bài diễn văn giữa lúc mức độ ủng hộ của công chúng Mỹ dành cho ông ta đang giảm. Theo kết quả thăm dò của hãng AP hồi tháng 2, số người không ủng hộ Tổng thống Joe Biden nhiều hơn số người ủng hộ ở tỷ lệ 55% và 44%. Trong khi đó, tháng 7 năm 2021, một cái thăm dò dư luận đã cho thấy có tới 60% dân Mỹ ủng hộ ông Joe Biden. Và thưa quý vị, bây giờ sẽ đi vào hai chủ đề chính. Một cái chủ đề liên quan tới lập trường của chính phủ Việt Nam bất ngờ quay sang ủng hộ Ukraine và phản đối, dù rằng không nói rõ Putin và nước Nga, nhưng phản đối cuộc xâm lược bất chấp luật pháp quốc tế. Thưa quý vị, liên quan tới một cái quyết định của ban lãnh đạo chính quyền Việt Nam khiến cho người ta bất ngờ, bởi vì những cái ngày trước đây, truyền thông nhà nước Việt Nam dưới sự chỉ đạo của ban tuyên giáo đã đưa ra các ý kiến phân tích bình luận của các cái tướng lĩnh, của các học giả ủng hộ Nga trong cái việc xâm lược Ukraine. Và thưa quý vị, tại sao cho đến nay ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã đảo chiều như vậy? Theo chúng tôi, cái giai đoạn vừa qua người ta sử dụng lực lượng dư luận viên và các cái tướng lĩnh, các cái tiền sư giáo sĩ, đó là các nhân vật dư luận viên cao cấp để thăm dò dư luận. Và thưa quý vị, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam họ rất khéo léo, họ ném đá dò đường để xem tình hình trôi qua những cái ngày này. Nếu như nước Nga thắng lợi trong một cái chiến dịch tấn công thần tốc thì lập tức Việt Nam sẽ ủng hộ nước Nga. Tuy nhiên, như quý vị đã biết, Putin và quân đội Nga đã xa lầy 6 ngày mà vẫn chưa làm chủ được một cái bộ phận hoàn toàn của một thành phố trên đất Ukraine. Và người ta nói, bước vào ngày thứ 7 thì Putin càng thấy những cái dấu hiệu thất bại nhiều hơn. Và thưa quý vị, trước khi đi vào cái phần liên quan tới chính sách ngoại giao của Việt Nam, chúng tôi đề cập tới các cái tin tức mới nhất liên quan tới tình hình chiến sự ở Ukraine, vì điều đó có lẽ quý vị quan tâm hơn cả. Thưa quý vị, có những cái đồn đoán cho hay Google đã xóa Google Maps ở Ukraine. Đó là lý do khiến cho quân đội Nga đi mù và sao vào những cái ổ phục kích của quân đội và người dân Ukraine. Thưa quý vị, chúng tôi kiểm chứng những cái thông tin này thì hầu như không có thông tin, mà chỉ có những cái tin fake news. Đó là trí thức Việt Nam .vn, người tiêu dùng Việt Nam vân vân. Đó là những cái tin tức được đưa ra từ các thông tin này về cái thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của Tổng thống Donald Trump. Do đó, những cái thông tin được cho là Google đã xóa Google Maps ở Ukraine chưa có căn cứ để khẳng định. Trong khi đó, thưa quý vị, Tổng tham mưu trưởng của quân đội Ukraine vẫn thách thức Putin và quân đội Nga. Những nguồn tin từ Nga cho hay quân đội Ukraine không đón đánh một cái đoàn chiến xa dài hàng chục cây số của Putin từ biên giới, mà họ nói với quân đội Nga rằng họ không muốn mất công phải tịch thu những cái xe tăng và các chiến xa quân sự của nước Nga cách quá xa thủ đô Kiev, và họ hẹn vào gần thủ đô Kiev họ đỡ phải mất công đi thu hồi sát vụ. Trong khi đó, những nguồn tin ở Ukraine cho hay các tướng lĩnh Ukraine đề nghị Tổng thống Zelensky cần phải có mặt thường xuyên ở thủ đô Kiev, không được bỏ chạy, bởi vì cái điều ông Zelensky xuất hiện trong các bộ trang phục quân đội nó kích thích lòng binh sĩ Ukraine, và người ta nói chỉ cần anh ở lại thành phố Kiev với chúng tôi thì chúng tôi sẽ chiến đấu bảo vệ, không bao giờ lọt vào tay quân đội Nga. Và thưa quý vị, những hình ảnh trên mạng xã hội lan truyền cho thấy ông Zelensky trong bộ quân phục đã ngồi uống rượu, uống cà phê
với binh lính ở dưới các hàm chỉ huy. Điều đó mà theo nhân dân Ukraine, nó có cái giá trị khích lệ tinh thần chiến đấu của họ. Trong khi đó, thưa quý vị, theo BBC, trong ngày 1 tháng 3, những cái cuộc giao tranh lớn ở Ukraine, và trong một cái cuộc giao tranh mới nhất ở Ukraine, đó là thành phố Kherson ở miền nam nước này, với dân số khoảng 250.000 người, được cho là đã rơi toàn bộ vào tay quân đội Nga. Trong khi đó, thị trưởng của thành phố Kherson đã kêu gọi sự giúp đỡ từ chính phủ Ukraine cũng như các tổ chức, cơ quan viện trợ quốc tế để đảm bảo việc cung cấp nguồn thực phẩm, thuốc men cũng như sơ tán những người bị thương. Theo BBC, một thành viên của hội đồng địa phương nói với BBC rằng trong cuộc tấn công chiều hôm qua, mùng 1 tháng 3, đã có khoảng 200 người thiệt mạng, trong đó có nhiều dân thường. Trong khi đó, thưa quý vị, có một tin, điều này không biết thực hay hư, nhưng nếu nó có thực làm cái tin vui, đó là nhóm hacker NV65 liên kết với cái tổ chức tin tặc lớn nhất thế giới hiện nay, đó là Anonymous, đã tiến hành đóng cửa trung tâm điều khiển của cơ quan vũ trụ Nga, Roscosmos, và điều đó cho thấy nước Nga không còn quyền kiểm soát các trang web vệ tinh do thám của họ. Và điều đó cũng liên quan tới những cái bàn thảo trên mạng xã hội, đó là bây giờ bấm nút đầu đạn hạt nhân từ tay Putin, sử dụng phương tiện nào để có thể kích hoạt. Và thưa quý vị, nếu thực sự những cái điều người ta tưởng tượng ra hay là thực tế như vậy, thì rất có thể khả năng thế giới thoát được một cái tai nạn nguy hiểm của vũ khí hạt nhân. Thưa quý vị, trên mạng xã hội còn chia sẻ những cái tin tức mà người ta ngạc nhiên, đó là các cái quân nhân Nga đã cướp phá các cái cửa tiệm quần áo đồ cũ để lấy quần áo, mà có người cho rằng đó là một hình thức trá hình là nhân viên dân sự. Nhưng có ý kiến cho rằng người ta muốn sử dụng những cái bộ thường phục đó để trốn khỏi Ukraine. Và thưa quý vị, tình trạng những người lính Nga đang đói khát, họ phải kiếm ăn ở các cửa hàng bán hàng tạp hóa, thậm chí họ còn xâm nhập vào nhà dân Ukraine để xin ăn, không thì ăn cướp. Theo cục trưởng của quân sự vùng Sumy Dnipro đăng trên Facebook cá nhân ngày 1 tháng 3 cho hay, thị trấn Trostenets đã bị thiệt hại nặng nề nhất ở vùng Sumy. Ở đó, hoạt động cướp bóc của kẻ thù trở nên quá mức. Những người lính Nga đói khát, họ không chỉ cướp bóc các cửa hàng tạp hóa mà họ còn xâm nhập vào nhà dân. Việc họ thường xuyên xảy ra, họ vào nhà và đuổi dân ra ngoài. Họ lấy thức ăn, quần áo của người dân. Đồng thời, cục trưởng của quân sự vùng Sumy Dnipro cho hay, lính Nga cướp một cái cửa hàng quần áo cũ để thay đồ quần áo dân sự. Nhưng chúng tôi nghi ngờ rằng họ muốn sử dụng những cái bộ quần áo dân sự đó để trốn về quê. Thậm chí trên các trang mạng xã hội ở Ukraine, người ta đã đưa ra một cái tin đoán cho rằng chuyện đại chiến ở thủ đô Kiev sẽ kết thúc với cái hình ảnh trùng trùng điệp điệp các cái tù binh Nga đều bước. Thưa quý vị, có một cái thông tin đặc biệt, đó là một cái quyết định mới nhất của Tổng thống Ukraine, ông Zelensky. Cách đây vài giờ, ông Zelensky đưa ra một cái quyết định cho phép các cái tù nhân ai biết chiến đấu và tình nguyện sẽ được cho tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc để lấy công chuộc tội. Và thưa quý vị, trong những ngày này, thủ đô Kiev đang có cái diễn biến ra sao? Thưa quý vị, một cộng tác viên của KTV đã gửi đến cho chúng tôi biết, trong những cái ngày đầu, người dân Ukraine nói chung hay người dân ở thủ đô Kiev rất hoang mang, bởi vì người ta nghĩ rằng thành phố Kiev sẽ thất thủ mau chóng như chỉ thị của Putin. Nhưng mà qua đêm thứ nhất, đêm thứ hai thì tình hình đã đảo ngược tình thế, và ngày hôm sau tốt hơn ngày hôm trước. Lực lượng quân đội Ukraine và dân quân du kích, họ đã cầm chân và tiêu diệt được một cái sinh lực lớn của quân đội Nga, đặc biệt một cái chiến dịch truy bắt các cái thám báo gián điệp của Nga được tiến hành rầm rộ. Ví dụ như ngày hôm qua thứ hai, người ta đã tiêu diệt 60 tên thám báo của Nga tại thành phố Kiev, và các cái hoạt động phá hoại liên quan tới các nhà máy điện, nhà máy nước đã bị phá vỡ nhiều hơn nhiều. Đó là cái vấn đề cung ứng điện nước ở thủ đô Kiev thông suốt, bởi vì lực lượng tình báo Ukraine họ đã chuẩn bị bắt những bọn thám báo phá hoại như vừa kể. Theo đó, qua 6 ngày thực chiến,
Thì một cái điều người dân Ukraine nhận xét là Mỹ và phương Tây nói chung đã ra sức giúp đỡ cho đất nước Ukraine. Đồng thời phương Tây và Hoa Kỳ đánh giá khả năng của Nga càng đánh sẽ càng thua và chiếm thế thừa thắng sắp tới. Tổng thống Zelensky đã ra lệnh cho pháo binh Ukraine bắn nhiều phát đạn sang đất Belarus để cảnh cáo Lukashenko hiểu rằng rồi sẽ đến lượt Belarus. Theo đó, vũ khí hiện tại được cung cấp đầy đủ, đặc biệt là nhiều vũ khí hiện đại tiếp tục được tiếp viện đến các trận địa. Đó là chưa kể những loại vũ khí mới cấp nữa, thì kết quả ở trên chiến trường Ukraine nó sẽ dễ dàng kết thúc nhanh chóng hơn. Tổng kết lại là Nga sẽ thua nhanh. Nếu dồn quân vào nhiều, càng đưa quân vào Ukraine càng nhiều, thì thất bại càng lớn. Theo công tác viên của chúng tôi cho biết, tôi sẽ gửi cho quý bạn video những cái vũ khí bắn tăng mới nhất mà quân đội Ukraine mới nhận gần đây. Nó hiện đại ở một cái mức người ta không tưởng tượng được. Thậm chí quân đội Ukraine khẳng định những cái vũ khí kinh khủng nhất mà họ được chứng kiến do Mỹ và NATO viện trợ cho họ thì họ chấp hết cả nước Nga luôn. Đó là một cái loại vũ khí mới nhất chưa từng xuất hiện. Trong khi đó, thưa quý vị, Tổng thư ký NATO nói rằng vùng trời Ukraine sẽ được bảo vệ nếu quân đội Nga công bố vùng cấm bay trên vùng trời Ukraine. Điều đó có thể cho thấy phương Tây và NATO họ đã bày binh bố trận. Còn ngày hôm qua 1 tháng 3, Nga tấn công mạnh đánh thủ đô, đánh vào thành phố Kharkov với mục tiêu rằn mặt trước cuộc họp, nhưng rõ ràng đoàn đàm phán Kiev đã yêu cầu đòi nước Nga và quân đội Nga phải rút khỏi tất cả các vùng đã chiếm thì mới tiếp tục bàn. Bất chấp Tổng thống Nga Putin dọa bắn hạt nhân. Và thưa quý vị, ban lãnh đạo Ukraine tự tin hơn. Ukraine hiện nay họ có đầy đủ bằng chứng trong tay để sẵn sàng đưa Putin và Lukashenko ra tòa án quốc tế. Và một khi nước Nga thua trận hay không thua trận thì nội tình nước Nga sẽ có biến trong một vài ngày tới đây. Trước cái sức mạnh, cái làn sóng biểu tình phản đối đòi thay thế Putin trong thời gian qua, và có những tin đồn lại cho rằng một kế hoạch ám sát Putin, đó là lý do hiện nay Putin nội bất xuất ngoại bất nhập, kể cả các nhân vật thân cận nhất cũng phải ngồi cách khoảng 10 mét, không được đến gần. Và thưa quý vị, về cái mặt quan hệ quốc tế, xu hướng chung của thế giới hiện nay, hầu hết các cái quốc gia cũng như các cái tổ chức kinh doanh hay các cái tập đoàn sản xuất, nhiều người sợ Putin trước đây đến bây giờ người ta đã hết sợ, thậm chí người ta quay lưng lại với Putin. Ví dụ như hiện tượng Lukashenko, tổng thống cơ hội và độc tài Belarus, một thằng nam thân tín của Putin, bất ngờ tuyên bố không tham chiến, không đưa quân đội tấn công Ukraine. Trong khi đó, về từ Bắc Kinh, ngân hàng Trung Quốc ở Singapore chối hỗ trợ đầu tư dầu khí của Nga. Đồng thời, lãnh đạo ngân hàng Trung Quốc ở Singapore đang chờ những tín hiệu mà Tập Cận Bình bật đèn xanh chỉ đạo để họ thực hiện. Trong khi đó, ở Việt Nam, thưa quý vị, dư luận xã hội cho rằng Phạm Nhật Vượng, tỷ phú người Việt trước đây từng học tại thành phố Kharkov và kinh doanh thành công ở Kharkov cũng đã có những dấu hiệu chuyển hướng, đó là tòa tháp cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong tối hôm qua, Phạm Nhật Vượng đã cho hiện hình một cái lá cờ màu sắc của Ukraine trên tòa nhà Landmark Sài Gòn. Và thưa quý vị, qua cái thông điệp liên bang của Tổng thống ông Joe Biden, bằng một cái chính sách đối ngoại mạnh mẽ và cứng rắn đối với Putin, điều đó có lẽ nhiều người lâu nay vẫn nói Tổng thống Joe Biden quá hiền lành giá như ông Donald Trump thì nước Nga sẽ không dám làm dữ như hiện nay. Thưa quý vị, chúng tôi xin hỏi quý vị, ông Donald Trump sẽ làm gì? Chắc câu trả lời của quý vị là Donald Trump sẽ trừng phạt, sử dụng các biện pháp vũ khí quân sự để xử sự với Putin. Thưa quý vị, hai kẻ hung hăng gặp nhau thì chỉ sau một tuần, thế giới này, quả đất này sẽ trở thành mặt trăng. Bởi vì Joe Biden và các nước phương Tây, người ta nhún nhặn lùi bước bởi vì người ta không muốn xảy ra một cái cuộc thế chiến thế giới thứ ba. Chỉ có những cái kẻ ngu xuẩn mới nghĩ rằng Hoa Kỳ sử dụng vũ lực đối đầu với nước Nga để giải quyết vấn đề. Thưa quý vị, không phải. Tất cả phải sử dụng những cái đòn sức ép
để cho ăn đòn ngấm ngầm và thấm rồi phải rút. Thưa quý vị, có những người hỏi, vậy Hoa Kỳ đã giúp đỡ được gì cho Ukraine? Câu trả lời là, thưa quý vị, Hoa Kỳ đã cam kết cho tới ngày hôm nay, đó là chuyển giao vũ khí giá trị 350 triệu đô la cho Ukraine. Họ cung cấp tiếp một cái gói 54 triệu đô la hỗ trợ nhân đạo, đồng thời là một cái quyết định xóa các cái ngân hàng của Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế toàn cầu. Đồng thời, chính quyền trung ương Hoa Kỳ đã hạn chế ngân hàng trung ương Nga bảo vệ cho đồng rút. Ngoài ra, Hoa Kỳ tham gia lực lượng đặc nhiệm xuyên Đại Tây Dương để tham gia việc đóng băng thu giữ tài sản của các nhà tài phiệt Nga ở Hoa Kỳ và phương Tây. Và mới đây nhất, thưa quý vị, một cái quyết định đó là ông Joe Biden đã ra quyết định đóng cửa không phận Hoa Kỳ đối với các cái máy bay do Nga sở hữu. Trong khi đó, cách đây vài ngày, Tòa Bạch Ốc đã yêu cầu Quốc hội hỗ trợ thêm 6,4 tỷ đô la để hỗ trợ khẩn cấp trong vài tháng tới đây. Tuy nhiên, thưa quý vị, trong cái thông điệp liên bang, ông Joe Biden một lần nữa nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không gửi quân tham chiến với người Nga ở Ukraine, mà Mỹ sẽ sử dụng lực lượng máy bay không người lái để tấn công các cái mục tiêu, điều mà Hoa Kỳ áp dụng đối với các quốc ở Trung Đông và Afghanistan. Thưa quý vị, để nói rõ hơn về một cái lệnh mới nhất, đó là lệnh chính quyền Hoa Kỳ cấm các chuyến bay của Nga vào không phận nước Mỹ. Và thưa quý vị, ngày 1 tháng 3, Tổng thống Joe Biden đã loan báo một cái lệnh cấm các chuyến bay của Nga bay vào không phận Hoa Kỳ. Tiếp theo, các bước đi tương tự của Liên minh châu Âu, Nga. Theo đó, các cái lệnh của Cục Hàng không Liên bang thuộc Bộ Giao thông Mỹ sẽ có hiệu lực vào cuối ngày hôm nay, tức 2 tháng 3. Theo đó sẽ đình chỉ tất cả các hoạt động của tất cả các máy bay thuộc sở hữu, được chứng nhận, vận hành, đăng ký thuê bao và cho thuê lại hoặc kiểm soát bởi người là công dân Nga. Cấm bay. Và lệnh này bao gồm các cái chuyến bay chở khách, hàng hóa, các cái chuyến bay đã lên lịch cũng như các chuyến bay thuê bao. Trên thực tế, đóng cửa không phận Mỹ đối với tất cả các cái hãng bay hàng không thương mại của Nga và các cái máy bay dân dụng khác của Nga. Thưa quý vị, như vậy, trước đây đã có 36 quốc gia áp dụng một cái lệnh cấm bay vào không phận của mình đối với các cái máy bay thương mại cũng như máy bay dân dụng của Nga. Và đó là những đòn trời giáng vào nền kinh tế Nga cũng như Putin. Tuy nhiên, thưa quý vị, có một cái thông tin đáng chú ý, đó là cho tới nay, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết họ vẫn chưa hiểu được cái lý do tại sao quân đội Nga lại phải gặp một cái vấn đề khúc mắc trong cái vấn đề cung cấp hậu cần khi tấn công vào Ukraine. Và theo cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho hay, hình như đang có cái tình trạng thiếu nhiên liệu và lương thực để cung cấp cho các đoàn xe và binh sĩ trên đất Ukraine. Theo các quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, quân đội Nga hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận tải, tìm kiếm mua lương thực cho binh lính của họ khi họ tấn công Ukraine. Đó là cái tình trạng quân đội Nga không chỉ hết xăng dầu mà còn thiếu hụt cả lương thực. Theo đó, nhìn chung người Nga đã không đạt được những tiến bộ lớn nào với một cái cuộc tấn công của họ trong thời gian gần đây. Đặc biệt là cái vấn đề hậu cần là một vấn đề yếu tố, cũng như họ đã bất ngờ trước sự sáng tự mạnh mẽ của quân đội Ukraine. Theo đó, nó lớn hơn dự kiến của các cái tướng lĩnh Nga. Trong khi đó, các cái quan chức của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho hay có những dấu hiệu cho thấy tinh thần của một số đơn vị quân đội Nga đang sa sút bởi vì binh lính không được chuẩn bị và lường trước những sự phản kháng quá khốc liệt mà quân đội Nga đang phải đối mặt. Và thưa quý vị, có một tin tình báo Mỹ đưa ra cho hay tình báo Mỹ trong những ngày này đang rất quan tâm tới vấn đề sức khỏe tâm lý của ông Putin, bởi vì người ta cố tìm một cái câu trả lời cho câu hỏi bây giờ Putin đang nghĩ gì, và rồi những ngày tới đây trong cơn tuyệt vọng thì Putin sẽ làm những cái điều gì. Và thưa quý vị, một cái quyết định của chính quyền Hoa Kỳ đó là không tham chiến bằng người nhưng sử dụng những cái máy bay không người lái, những cái thiết bị điều khiển từ xa để tấn công các mục tiêu bằng tên lửa. Thưa quý vị, người ta nói thiên thời địa lợi nhân hòa. Trong những cái ngày này, thời tiết ở Ukraine cũng giúp cho quân đội, và ngược lại nó gây ra những cái khó khăn cho quân đội Nga. Trên mạng xã hội, người ta chia sẻ một cái thông tin liên quan tới giám đốc khí tượng trung ương Đài Loan.
đưa ra một cái bản đồ dự báo của Trung tâm Dự báo Thời tiết Châu Âu. Theo đó đang có một cái đợt không khí lạnh rất mạnh từ Bắc Cực hướng xuống phía Nam, và nó sẽ đổ vào miền Bắc Ukraine trong thời điểm khoảng ngày 5 tháng 3 tới đây. Và thưa quý vị, điều đó thời tiết sẽ là một cái vấn đề bất lợi cho quân đội Nga, bởi vì họ làm quân đội xâm lược, họ phải ở trong các cái lều bạt, thì cái thời tiết khắc nghiệt như vậy là khó khăn. Và điều đó, nếu như nguồn cung cấp hậu cần của Nga bị quân đội Nga tiếp tục cắt đứt, băng tuyết sẽ chôn vùi quân đội Nga tại đây. Và thưa quý vị, đó là lý do người ta nói trời cũng có mắt, sai lầm chết người của Putin trong việc phát động chiến tranh với Ukraine, nó đã đóng dấu chấm hết trong sự nghiệp chính trị của Putin, thậm chí nó chôn vùi thương hiệu quốc gia Nga. Rồi chỉ ít lâu, người ta sẽ biến Putin thành một cái tên phát xít thứ hai sau Hitler. Theo giới phân tích, cho dù lực lượng Ukraine hiện nay họ đủ sức đánh chiếm toàn bộ lãnh thổ của Ukraine, nhưng nước Nga vẫn thua trong cuộc chiến này, bởi vì cái tính chất vi nghĩa của hành động xâm lược vào một quốc gia độc lập có chủ quyền, bất chấp hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, là một cái điều không thể biện minh được. Và thậm chí ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam còn quyết định quay xe thay đổi những cái quan điểm trong cuộc chiến tranh Nga và Ukraine. Đó là lý do, theo giới phân tích, cho dù nước Nga có thể đánh chiếm, phá hủy được hầu hết các cái cơ sở quân sự kinh tế quan trọng ở các thành phố làng mạc trên đất Ukraine, thì nó chỉ hun đúc làm căm thù của người dân Ukraine đối với quân xâm lược Nga mà thôi. Bởi vì người ta nói, cứ nhìn hàng triệu người dân Ukraine đang sinh sống ở khắp thế giới, trong đó số đông họ sống ở các nước phương Tây có một cuộc sống sung túc, vậy mà triệu người như một, họ vội vã trở về Ukraine để tham gia với tư cách người lính, với mục tiêu chiến đấu bảo vệ tổ quốc của họ. Được bị những người ở thủ đô Kiev và thành phố Kharkov trong những ngày này mô tả, những người lính Ukraine, họ hôn tạm biệt đứa con trong bụng vợ trước khi ra trận, rồi có những cái cặp vợ chồng cưới xong, thay quần áo cô dâu chú rể, mặc ngay bộ quần áo đồ lính để lên đường chiến đấu. Những cái hình ảnh vừa kể tạm đơn cử để quý vị thấy, dù rằng đất nước Ukraine đang bị tàn phá từng giờ bởi tên lửa và bom đạn Nga, tuy nhiên người dân Ukraine tất cả vì tổ quốc, họ sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình. Đó là lý do giới phân tích quốc tế cũng như các chính trị gia trên thế giới bất ngờ. Và người ta nói, người ta không ngờ có một cái quốc gia có tên là Ukraine, có một cái tình đoàn kết gắn chặt quân đội, người lính cũng như nhân dân như hiện nay. Trong khi đó, như quý vị đã thấy, chưa bao giờ thế giới, đặc biệt là cộng đồng châu Âu, người ta lại đoàn kết để ngăn chặn cái ác, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cái đúng, bảo vệ kẻ yếu một cách mạnh mẽ, rộng khắp như bây giờ. Thưa quý vị, ở đây chúng tôi cũng phải nói thêm, chủ trương của KTV là kêu gọi chúng ta hãy nhận biết đâu là lẽ phải và bảo vệ lẽ phải, cũng như đảm bảo sự công chính và thượng tôn pháp luật để ngăn chặn cái ác. Và thưa quý vị, giá như ở Việt Nam, một cái tinh thần như vừa kể mà nó được nhân lên, và tất cả mọi người dân Việt Nam đều có ý thức về đất nước, vì một Việt Nam trong tương lai tươi sáng, thì đường tới Việt Nam có tự do dân chủ và đất nước Việt Nam phát triển trở thành quốc gia hùng cường là một cái điều không có. Thưa quý vị, về những cái đòn trừng phạt của Hoa Kỳ và các nước phương Tây, khi Putin mới chỉ hùng hăng hù dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, thì đã bị nhận những cái đòn trừng phạt còn nặng hơn cả vũ khí hạt nhân. Việc người ta loại bỏ nước Nga ra khỏi hệ thống thanh toán quốc tế và phong tỏa toàn bộ 643 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ của Nga, thậm chí các cái máy bay hàng không dân dụng và các cái máy bay dân sự của Nga bị cấm bay tới gần 40 quốc gia trên thế giới, rồi hàng loạt các cái tập đoàn vận tải hàng không đường biển lớn nhất thế giới quyết định ngắt chuỗi cung ứng vào nước Nga, đã tạo ra các cái khó khăn trong việc đầu tư, đặc biệt các cái tập đoàn đầu tư vốn nước ngoài vào Nga, đó là các cái tập đoàn khổng lồ đã lũ lượt rời khỏi nước Nga. Và thưa quý vị, đau đớn nhất là mục tiêu cuộc chiến để ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO không những không đạt được, mà cái hành động xâm lăng phi nghĩa của Nga đã giúp cho Ukraine gia nhập NATO
ở mức tinh thần được cho là đặc cách, với một thời hạn ngắn nhất trong lịch sử. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.